Chào những khán giả thân mến của Giải Mã TV. Thưa các bạn, thế giới bao quanh chúng ta với rất nhiều loài vật. Có loài thì ăn cỏ, có loài thì lại bay lượn trên không trung. Nhưng đặc biệt hơn cả là những loài ký sinh trong chính cơ thể của con người. Và làm như thế nào để chúng có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta và chúng đã hoành hành ở trong đó ra sao? Thì câu trả lời đã có trong video ngày hôm nay. Mời các bạn hãy cùng đón xem nhé! Đáng kinh ngạc số 1 là giun sống trong mắt người. Thật khó tin nhưng hãy thử tưởng tượng nếu như một con giun ngang nhiên sống trong mắt của chúng ta thì sao nhỉ? Mới đây, một người phụ nữ tại Tương Dương, Trung Quốc mới được các bác sĩ gắp ra một con giun dài 2cm ra khỏi mắt. Chị cho biết chị bị bệnh đục thủy tinh nhưng vẫn nhìn được. Từ ngày 13 tới 12 tháng âm lịch năm ngoái, mắt chị bỗng nhiên không còn phân biệt được màu sắc rồi không nhìn thấy gì. Các bác sĩ tại bệnh viện nhãn khoa Sabazu sau khi kiểm tra đã phát hiện thấy mí mắt trên của chị bị gấp, đồng thời còn bị đục thủy tinh thể. Trong khi phẫu thuật sửa lại mí mắt, các bác sĩ cho thấy một sợi màu trắng ngoe ngoải. Sau khi quan sát bằng kính hiển vi, họ bàng hoàng phát hiện ra rằng đó chính là một con giun. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, nó thuộc một loài ký sinh sống trong cơ thể lợn. Bệnh nhân cũng chia sẻ, chị bị ngứa mắt nên cứ tưởng do lông mi rụng vào. Chị cũng không biết làm như thế nào để con giun lại xuất hiện được trong mắt của mình. Bác sĩ điều trị cho biết, chị Niêu sống ở nông thôn, sử dụng nước giếng, có thể đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh. Trường hợp khác, một bé trai cũng tại Trung Quốc đã từng phải sống chung với một ổ sán trong mắt suốt một năm trời. Mắt trái của một bé trai 6 tuổi ở Ngũ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc bị sưng tấy đỏ, bố mẹ đi làm xa, em ở cùng với ông bà. Hơn một năm qua, mắt em bây giờ sưng bằng củ lạc. Ông bà đưa em đến tại bệnh viện Quảng Châu, bác sĩ đã thăm khám và tiêm kháng sinh cho em, nhưng chỉ đỡ phần nào. Khi chuyển lên bệnh viện mắt Nhân dân 2 Quảng Đông, bác sĩ phát hiện dưới mí mắt của em có một u nhỏ, bề ngoài nhăn bóng, ấn vào trong thì thấy bùng nhùng nhưng không đau. Sau khi phẫu thuật, thật sự bất ngờ bên trong có 3 cái nhỏ, cắt ra có 3 con sán tự bò ra, mỗi con dài khoảng 20mm, màu trắng đục. Các bác sĩ cho rằng kén đã tồn tại suốt một thời gian và do sán lợn ký sinh. Loài sán này thâm nhập do ăn uống, do ăn thịt lợn bị nhiễm sán, ấu trùng sán mà chưa được nấu chín kỹ hoặc do ăn hoa quả chưa được rửa sạch. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, tuy đã được phẫu thuật lấy ra 3 con sán lợn, nhưng ký sinh trùng có thể vẫn còn tồn tại trong cơ thể của bệnh nhân. Trường hợp số 2, mực đẻ trứng trong khoang miệng. Một người phụ nữ 63 tuổi tại Hàn Quốc cảm thấy đau đớn và khó chịu. Cô chia sẻ, khi đang ăn dở miếng mực còn sống thì cảm thấy có một cơn đau nhức nhối trong miệng. Người phụ nữ này nói rằng có một thứ gì đó cồm cộm, giống như có hàng chục con bọ trong miệng nhưng cô không biết đó là thứ gì. Trường hợp kỳ lạ này được công bố trong tạp chí Ký sinh trùng ở Hàn Quốc. Được biết, người phụ nữ này đã tới bệnh viện để khám và kiểm tra tình trạng của miệng. Các bác sĩ cho biết trong miệng cô có khoảng 12 cái túi nhỏ, màu trắng ghim chặt vào lưỡi và cả ở liếu răng. Chúng bám chặt ở trong khoang miệng và chính là nguyên nhân khiến cho cô gặp khó khăn trong việc ăn uống hay sử dụng miệng. Những chiếc túi đó được xác định là túi tinh trùng của mực, trong đó có chứa tinh trùng và cả trứng của mực. Theo các bác sĩ, con mực mà cô ăn gọi là mực sinh, sống chủ yếu ở vùng biển của Nhật Bản hay còn gọi là Therizopus pacificus. Người phụ nữ nói rằng cô không nuốt con mực lấu tái đó mà nhổ ngay ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó có cảm giác đau buốt như có vật thể gì đó rất lạ trong miệng. Các nhà nghiên cứu cho biết một bó sinh tinh cũng tương đương với một cốc tinh trùng. Tuy nhiên, cũng chưa có thể giải thích được bằng cách nào nhưng bó sinh tinh đó lại bám được vào da. Tuy nhiên, họ nói rằng vì một số lý do khoa học, những tinh trùng này không bao giờ phát triển thành mực con trong khoang miệng của người phụ nữ này, bởi vì tinh trùng mực cần trứng của một con cái để thụ tinh và phát triển thành con. Được biết thêm, người phụ nữ này thường thích ăn mực sống và thường xuyên không yêu cầu loại bỏ các cơ quan nội tạng của mực. Chính cách ăn sống này đã khiến cho cô gặp phải những rắc rối. Một sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra hồi tháng 12 năm 2011 khi một người phụ nữ Nhật đã đau đớn dữ dội cho miệng sau khi ăn mực sống. Bà được đưa tới bệnh viện đa khoa Toshi và các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy ra bọc tinh trùng. Trường hợp số 3, gián làm tổ trong tai. Gián có lẽ là một trong những sinh vật bị ghét nhất hành tinh này. Lý do đơn giản chỉ vì chúng bẩn, ngoại hình thì xấu thậm tệ, này còn sống rất dài.
Chưa kể, rắn là tác nhân gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho con người, làm bẩn thức ăn, thậm chí khiến đồ ăn bị nhiễm độc, lan truyền vi khuẩn gây bệnh tả kiết lỵ. Và chính chúng cũng là lỗi kinh hoàng của rất nhiều người. Tuy nhiên, bạn sẽ phải giật mình khi biết rằng rắn có thể xâm nhập và làm tổ trong cơ thể của chúng ta. Cụ thể, rắn có thể chui vào các phần hở như lỗ mũi, lỗ tai khi chúng ta đang ngủ. Thậm chí đã có trường hợp tại Trung Quốc, các bác sĩ đã gắp ra được một ổ rắn gồm 26 con bên trong lỗ tai của một nam thanh niên. Trong đó, có một con rắn dài gần 1cm. Theo chia sẻ của các bác sĩ, rắn đã chui vào tai của anh này và sau đó đẻ trứng và làm tổ. Các bác sĩ cũng cho biết thêm, anh đã rất may mắn vì chỉ cần chậm một ngày, lỗ tai đã có thể bị phá hủy. Trường hợp tiếp theo, giòi ký sinh trong người. Một bà mẹ đã kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi nhìn thấy trên chân con của mình. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện mà mình đã gặp phải vài ngày trước. Tôi để ý thấy con trai 4 tuổi bị 4 cái nhỏ trên người, ở đầu, ngực, chân và ngón tay. Chúng đều rất nhỏ. Tôi cho rằng đó chỉ là những lốt nhiễm trùng nhỏ và rồi sẽ mất đi. Các bác sĩ cũng gợi ý dùng kháng sinh dạng kem bôi. Bạn có thể nhìn thấy bức ảnh khi cái nhọt vẫn còn nhỏ, đôi lúc con trai tôi sẽ hét lên đầu con hay là chân con. Nhưng tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là những chiếc nhọt bình thường. Và một ngày khi đi làm về, tôi kiểm tra bàn tay của con và phát hiện chỗ nhọt đã mở miệng, tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như mủ. Và kìa, khi tôi ấn vào, một con giòi sống đã chui ra. Các bác sĩ cho biết đó là ấu trùng của ruồi tam bu hay còn gọi là ruồi xoài, ruồi giấm da. Đặc biệt khi bạn phơi quần áo ngoài trời hay quần áo bị ẩm ướt, ruồi sẽ đẻ trứng lên trên quần áo hoặc là trên cỏ, rồi khi quần áo rơi xuống cỏ và bị trứng ruồi bám vào. Khi mặc lên trên người, trứng ruồi có thể xâm nhập vào da của chúng ta và bắt đầu phát triển thành những ấu trùng ruồi. Sẩn gai ốc với trường hợp tiếp theo, con đỉa dài 10cm sống trong hốc mũi của một bé trai. Trong lúc tắm suối, cậu bé 4 tuổi ở Nghệ An bị đỉa chui vào mũi nhiều ngày mà không ai biết. Ngày 31 tháng 7, một bé được đưa tới phòng khám huyện Kỳ Sơn trong tình trạng rất khó thở, ngứa mũi và chảy máu mũi. Các bác sĩ phát hiện ra một con đỉa đang sinh sống trong hốc mũi của bé và đã gắp thành công con vật dài 10cm. Theo người nhà bệnh nhân, hơn nửa tháng trước, bé cùng bạn bè ra khe suối tắm và uống nước. Chừng một tuần nay, bé bắt đầu xuất hiện tình trạng chảy máu mũi. 3 tháng trước, bác sĩ phòng khám này cũng đã gắp thành công đỉa ký sinh trong mũi của một bệnh nhân 25 tuổi và một bệnh nhân 3 tuổi cùng trú tại huyện Kỳ Sơn. Cả hai trường hợp bệnh nhân đều từng tắm và uống nước khe suối trước khi bị đỉa chui vào mũi. Không chỉ bay nhảy và giăng tơ khắp nơi, nhưng con nhện còn chọn tai người làm môi trường sống. Theo tiết lộ của Kati Milu, có thể con nhện này đã ẩn náu trong chiếc tai nghe cũ mà cô sử dụng để nghe chống ồn trong một chuyến bay trước đó. Trên Instagram của mình, Kati Milu, nữ ca sĩ 30 tuổi người Anh mới đây đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng bị một con nhện sống trong lỗ tai. Được biết, con nhện nhỏ đã sống trong lỗ tai của Kati một tuần lễ cho tới khi bác sĩ gắp bỏ ra ngoài. Kati cho biết, trong vài ngày liên tiếp, cô luôn có cảm giác sột soạt trong tai. Ngoài tiếng sột soạt xuất hiện, cô không bị tổn thương nào khác. Tuy vậy, cô vẫn quyết định tới bác sĩ để kiểm tra. Khi cuộc kiểm tra kết thúc, cô rất bất ngờ khi bác sĩ thông báo rằng có một vị khách nhỏ không mời trong lỗ tai mà đến. Đó chính là nguyên nhân khiến cô cảm thấy khó chịu trong tai suốt vài ngày. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, có thể con nhện này đã ẩn náu trong chiếc tai nghe cũ mà cô sử dụng để nghe chống ồn trong một chuyến bay trước đó. Từ đó, con nhện mới có thể xâm nhập vào trong lỗ tai của cô. Bác sĩ chuyên ngành tai cho biết, trong nhiều năm trong nghề, ông chưa từng bắt gặp trường hợp động vật nào sống trong lỗ tai của con người như trường hợp của Kati, vì phần lớn chúng đều đã chết. Con nhện vẫn còn sống sau khi được gắp bỏ ra khỏi lỗ tai của cô. Sau khi được đựng trong chiếc lọ thí nghiệm, nó đã được Kati đem về nhà và thả trong vườn. Quả là những loài vật vô cùng kinh dị đúng không thưa các bạn? Bạn cảm thấy loài nào gây sợ nhất thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần video nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những video mới nhất, hay nhất từ Giải Mã TV. Giải Mã TV cũng rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của khán giả để Giải Mã TV có thêm những kinh nghiệm sản xuất ra những video mới hơn và hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.